em nhặt cái vỏ chai chị. Em nhặt vỏ chai rồi ạ. Nước chị ạ, à? Em không biết ạ. Em đặt đây em tưởng nước của ai ạ. Thôi chị mua chai khác cho chị nhá. Chai này nó rẻ mà. Để cho em xin cái vỏ chai rồi. Đây. Em lấy cái vỏ chai rồi ạ. Anh đang uống mà. Nước nước anh à? Nước anh vừa uống xong. Em tưởng nước của ai để đấy ạ? Đâu, anh vừa uống xong. Nhưng mà em lấy vỏ chai thôi ạ. Nhưng mà em không biết đấy chai nước của anh ạ. Thì ít ra thì em cũng phải hỏi chứ. Thôi anh mua chai mới đi, anh chai rẻ mà. Thôi anh cho em cái chai này nhá. Anh mua chai mới đi. Chai rẻ mà anh. Đó. Thôi anh mua chai mới đi anh nhá. Em lấy cái vỏ chai thôi ạ. Em để đây em không biết chai của ai, em lấy vỏ chai thì. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Em cảm ơn chị ạ. Vâng. Nước anh à? Em không biết ạ. Em tưởng nước ai để đây ạ. Em tưởng nước ai vứt ạ. Em không biết được, em tưởng nước của ai ạ. Em tưởng nước ai em nhặt vỏ chai thôi mà. Em tưởng nước ai em nhặt vỏ chai thôi ạ. Sao anh lại đi làm nghề? Nhưng mà em lấy cái vỏ chai. Sao anh đi làm nghề khác anh bình thường? Sao anh đi làm nghề? Em nhặt vỏ chai em bán lấy tiền. Anh mua chai khác đi, chai này rẻ mà anh. Con em để uống em giải khát thế này thế nào. Nhưng em không biết, em tưởng chai để đấy. Anh mua chai khác đi nhá. Ừ. Anh mua chai khác đi. Ừ.